Nếu như giờ này có một ai đó nói rằng cái quả địa cầu này đến ngày nào, tháng nào, năm nào tiêu diệt thì đồng đạo cũng đừng tin, bởi vì đó chỉ là những cái lời nói nhảm. Bởi vì thật chất ra gần như dầu rằng đi theo một cái quy trình thành trụ quậy không, sinh trụ dị diệt, đi theo một cái quy trình là thượng trung hạ, nhưng mà cái ngày cuối cùng của cái quả địa cầu này, cái ngày mà tận thế trở lại, thì xin thưa rằng vẫn là dấu chấm hỏi. Tất cả chúng ta không ai biết được. Và đồng thời chính vì Đức Phật Tổ trình với Ngọc Đế, cho nên Ngọc Đế mới truyền cái sắc lệnh, trong đó truyền sắc lệnh cho thầy chúng ta cúi đầu tâu trước cụ trùng Ngọc Hoàng ban chiếu lão khùng giáo dân. Như vậy thì khi Đức Thầy chúng ta được mang ban Đức Ngọc Hoàng ban cái chiếu chỉ xuống đây để dạy đạo, thế mà giờ này cũng có một số người cuồng ngông nói rằng thuyết pháp cho Ngọc Hoàng Đại Đế nghe. Ngọc Hoàng ban chiếu xuống cho Đức Thầy chúng ta ra đời khai đạo để cứu nhân sinh trong thời kỳ cuối cùng hảo hạ này, thế mà tín đồ của thầy lại có người nói rằng hôm nay dám lên Ngọc Hoàng để thuyết pháp cho Ngọc Hoàng nghe, thì đây là một điều hết sức là phi lý. Như vậy thì giờ này chúng ta phải nhận định rằng khi Đức Thầy chúng ta được cái chiếu chỉ của Ngọc Hoàng cùng với các vị Phật, mang cái sắc lệnh của các vị Phật xuống trần để khai đạo, và đồng thời theo mình nghĩ rằng đó, lúc ấy thì Ngọc Hoàng sẽ mở ra một cái cuộc đại ân xá. Nam mô A Di Đà Phật. Trót đã quy y giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, mong nhờ đuốc huệ soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm sai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị thiện hữu tri thức, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo thân kính. Thì vừa qua đã trải qua 22 cái video chú giải quyển tư trong giáo lý Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy tôn kính của chúng ta. Thì hôm nay trong buổi gặp gỡ này, tôi và quý vị tiếp tục ôn tập qua 8 câu giảng cái phần chú giải số 23. Thì hôm nay chúng ta sẽ trình bày ngắn gọn về câu từ, nhưng lại mang một ý nghĩa rất là quan trọng trên cái con đường tu hành của mình, cũng như nhân quả phân minh. Và Đức Thầy đã đặt để các cái lộ trình, các cái con đường mà chúng ta sắp sửa tiến đến. Thì các lộ trình đó, sự hình thành đó thì không ngoài đâu xa mà nó ngấm ngầm ở trong tâm ý của mỗi đồng đạo chúng ta. Nếu như giờ này chúng ta biết cách khắc chế trở về với cái con đường thánh thiện, để mình thực hiện đúng theo một cái quy chuẩn, chuẩn mực của đạo, thì cái tương lai chúng ta sẽ không rơi vào ba con đường khổ, và mình sẽ hanh thông trên cái lộ trình giải thoát. Thì nội hàm mà hôm nay chúng tôi cùng quý vị chia sẻ qua 8 câu giảng, từ câu 283 đến câu 290, mà Đức Thầy dạy: kỳ xá tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Thì khi đọc qua nguyên văn thì đồng đạo cũng có thể hiểu được rất nhiều về Thánh Đức Thầy. Và như lời chúng tôi nói thì đây là 8 câu giảng rất là quan trọng,
mà chúng ta cần phải tìm hiểu để ôn đúc trong cái tinh thần tu hành của mình, để làm sao mình là chủ, mình là ông thợ, ông thầy, để xây dựng cho cái căn nhà của mình ở hiện tại và tương lai. Cho nên hôm nay khi hiểu đoạn giảng này thì chúng ta không còn phải thắc mắc quá nhiều, mà lúc bây giờ mỗi đồng đạo chúng ta nên trở lại thúc liễm thân tâm để mình chà tạo cho mình một cái tương lai hạnh phúc, tạo cho mình một cái căn nhà lý tưởng theo một định lý nhân quả, theo một cái khuôn khổ tu hành của một người tu để đạt được kết quả cao nhất trong lời dạy Đức Thầy. Như vậy thì những số trước chúng ta cũng tìm hiểu những đoạn giảng rất là quan trọng. Thì giờ đây đến cái phần số 23 thì như chúng tôi có giới thiệu, chúng ta bắt đầu trình bày từ câu giảng 283: Kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Như vậy thì kỳ ở đây thì Đức Thầy dạy là thời kỳ, là chu kỳ. Kỳ là một thời gian được ấn định. Ví dụ bây giờ nói ở phổ thông thì học kỳ 1, học kỳ 2. Như vậy thì kỳ là một thời gian nhất định. Có thể thời gian này cũng có thể là kéo dài, cũng có thể là không kéo dài. Thì đó hoàn toàn do cái vị chủ khảo, do một vị chủ thể ở trên để sắp xếp. Và vị chủ khảo này, vị chủ thể này, thì xin thưa quý vị, chúng ta đã biết rồi, theo là Đức Thầy, thì đó không ngoài Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bởi vì Ngọc Hoàng Ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Vương khó đứng không ngồi, xót xa dạ ngọc bồi hồi tâm trung. Trước đền mắt ngọc lị rưng, quý yêu bá tánh biết chừng nào nguôi. Làm sao cho dạ được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Như vậy thì cái người mà sắp xếp quy định cái thời kỳ thì người này chúng ta phải nói gọn, đó là Ngọc Đế, hoặc giả là trời già, là tạo hóa, là quá công, hay hoặc là giả là chúng ta hiểu, đó là do cái định lý không thể nào làm khác hơn được. Như vậy thì nếu nói thời kỳ thì mình phải liên tưởng đến một cái sự kiện lớn lao của cái quả địa cầu hình thành và đến cái ngày tiêu diệt. Thì từ khi quả địa cầu hình thành đến ngày tiêu diệt thì không có ai có thể biết được rằng cái thời gian đi từ sinh trụ dĩ diệt là bao nhiêu năm. Thì tất cả các nhà tiên tri, tất cả các kinh sách để lại, dù rằng rất là thông tệ về dịch học, về tiên thiên bát quái, về hậu thiên bát quái, về dịch học của Khổng Tử, tuy nhiên thì không có ai có thể định hình đúng được cái quả địa cầu này được trường tồn là bao nhiêu năm. Bởi vì theo cái công lệ tự nhiên thì quả địa cầu này có hình tướng thì đương nhiên sẽ có cái ngày tiêu diệt. Thì đây là một cái định lý chung mà không ai có thể cưỡng lại được. Như vậy thì qua đó thì chúng ta có thể không nhận định được là bao nhiêu năm, nhưng trong cái phản này thì nó trải qua đến 3 cái kỳ lớn. Thì trong 3 kỳ lớn đó thì có 9 cái kỳ nhỏ. Thì mỗi cái kỳ như vậy thì một kỳ lớn có 3 kỳ nhỏ, nó tương ưng với cái cảnh củ phẩm liên hoa ở bên cực lạc. Như vị thời kỳ Thượng Nguyên thì gồm có Thượng Nguyên Thượng, Thượng Nguyên Trung, Thượng Nguyên Hạ. Thì đây là thời kỳ đi vào quá khứ, chúng ta cũng không biết được cái thời kỳ này nằm ở niên hạn như nào và trụ lại bao nhiêu năm. Thì đại để tất cả đồng đạo chúng ta biết được thời kỳ này là một thời kỳ vàng son. Có thể kỳ thời kỳ này cái năm tháng nó kéo dài hơn những cái thời kỳ sau. Thì sau khi cái thời Nguyên Thượng này thì đến cái thời Nguyên Trung. Thì trong cái thời Nguyên Trung này nó cũng gồm có 3 cái nguyên nhỏ, tức là cái thời Trung Nguyên Thượng, Trung Nguyên Trung và cái thời kỳ là Trung Nguyên Hạ. Thì đến cái thời kỳ thứ 3 lớn đó là Hạ Nguyên. Thì thời kỳ Hạ Nguyên này nó cũng rơi vào 3 cái nguyên nhỏ. Một là Hạ Nguyên Thượng, hai là Hạ Nguyên Trung và ba là Hạ Hưng Hạ. Như vậy thì 9 cái thời kỳ được chia đều. Chia đều là chúng ta hiểu về các cái cấp bậc đi từ cao đến thấp.
nó trải qua cái thời gian sinh trụ dị việc. Như vậy thì cái thời kỳ thượng là thời kỳ này, còn gọi thời kỳ sinh tức là sinh sôi nảy nở, thời kỳ này là thịnh vượng, thì có thể nói thời kỳ này cái thời gian nó kéo dài hơn. Rồi cái thời kỳ trung, thời kỳ này nó gồm đủ là ở cái chỗ là dị, tức là trụ là đó, là sinh rồi trụ là đó, và bắt đầu có cái sự biến đổi, thì mãi đến thời kỳ hạ là thời kỳ này đi vào một trạng thái hư hoại để đến cái ngày tiêu diệt. Và đồng thời 12 cái kỳ này thì có thể chúng ta không thể nào tính con số 5 mà mỗi thời kỳ được chia đều với nhau, thì theo cái nghiên cứu chúng tôi không phải như vậy, mà thường thì thời thượng nguyên đến trung nguyên và đến hạ nguyên thì những cái thời kỳ nó càng trải thấp chừng nào thì cái thời gian 5 tháng ở thời kỳ đó nó càng rút ngắn lại. Đại để một điều mà chúng ta hiểu là vào thời Đức Phật thì vào thời này là vào thời trung, nhưng mà rất tiếc cũng chưa có thể xác định được đây là trung nguyên hay là hạ nguyên trung, thì điều này chúng ta cũng chưa xác định được. Và một điều gần gũi nhất đối với tất cả đồng đạo chúng ta hôm nay học giảng thầy, khi Đức Thầy đã đời Mã Đạo thì Đức Thầy đã xác định rất rõ là hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi về gia can. Như vậy thì thời kỳ mà Đức Thầy khai đạo vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão thì Đức Thầy xác định đây là thời kỳ hạ nguyên hạ. Kính thưa đồng đạo, cho nên ngoài cái trong quyển nhất mà Đức Thầy viết thì trong cái bài lộ chúc cơ quyền thì Đức Thầy dạy cũng không khác. Trần thế lợi danh giấc mộng tràng, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, hỏi ai tâm trí mau tầm đạo, tầm đắng hiền từ cứu thế gian. Như vậy thì đại để chúng ta sống trong thời kỳ này thì mình hiểu đây là thời cuối cùng. Cho nên Thầy mới khẳng định là nào quản sát thân, kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục. Như vậy thời kỳ cuối cùng này có thể trụ lại bao nhiêu năm, đến ngày nào quả địa cầu này tiêu diệt thì đó vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Và một điều chúng tôi cũng xin nhắc với tất cả đồng đạo, cũng như nhắc ở chính bản thân mình, nếu như giờ này có một ai đó nói rằng cái quả địa cầu này đến ngày nào, tháng nào, năm nào tiêu diệt thì đồng đạo cũng đừng tin, bởi vì đó chỉ là những cái lời nói nhảm. Bởi vì thật chất ra gần như dầu rằng đi theo một cái quy trình thành trụ quậy không, sinh trụ dị diệt, đi theo một cái quy trình là thượng trung hạ, nhưng mà cái ngày cuối cùng của cái quả địa cầu này, cái ngày mà tận thế trở lại thì xin thưa rằng vẫn là dấu chấm hỏi. Tất cả chúng ta không ai biết được, trừ khi Đức Phật, trừ khi Đức Thầy chúng ta, những người liễu thông, có được lục thông thì mới có thể ứng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung quán nhân sự, thì quả chăng Đức Phật và Đức Thầy biết. Và đặc biệt các ngài biết, nhưng mà các ngài sẽ không nói. Cho nên hôm nay ở thế gian tương tục này, nếu như có một người nào đó đứng lên nói rằng ngày nào đời tới, tháng nào đời tới, năm nào đời tới, thì đồng đạo chúng ta đừng tin, bởi vì đó là lời nói không thật. Bởi vì theo chúng tôi nghĩ, cái sự tiêu diệt của cõi đời này không phải tràn đến một cái một, không phải ập đến cái một, mà cái gì cũng vậy, có một cái quy định, một cái quy điều, và từ từ lần lần thế đạo suy mòn, giống như Thầy dạy, rồi từ từ có một cái sự biến chuyển, từ từ sẽ có một sự tiêu diệt từ món một, và cuối cùng thì khi mà một bên thì diệt, một bên thì lập, khi hoàn chỉnh hết mọi thứ thì lúc bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều đó, như là Đức Phật, như là Đức Thầy. Thì đó là chúng tôi cũng muốn khái nét một số vấn đề khi chúng ta muốn tìm hiểu hôm nay là mình đang sống vào cái thời kỳ hạ nguyên hạ. Và vì vậy Thầy mới dùng là kỳ xá tội nay còn một lúc. Như vậy thì xá, như vậy xá là gì? Chữ xá theo từ điển, chữ xá là miễn cho, chữ xá cũng là vái đó. Khi chúng ta xá lại, xá là vái, xá là miễn cho, xá là tha thứ cho, xá nghĩa là không còn bắt lỗi nữa, thì đó là xá. Như vậy thì xá tội có nghĩa rằng thời kỳ này chúng ta sẽ được miễn tội, chúng ta sẽ được, phải nói rõ là ân xá, sẽ được tha thứ nếu như chúng ta là con người làm lành hướng thiện. Như vậy thì đồng đạo lưu ý một điều, thời kỳ này sẽ tha thứ tội cho những người làm lành, làm hiền, tu hành, chứ không tha thứ tội cho những người làm ác.
Bởi vì đây là một quy luật. Cho nên nhiều khi chúng tôi không nói vấn đề này, rồi đồng đạo chúng ta nhiều khi mình có những cách nhìn nó không chuẩn. Không phải là kỳ xá xá tội là ai cũng xá hết, không phải. Kỳ xá tội là chỉ xá tội cho một con người có cúng lại, ăn chay giới, ăn chay giữ giới và có tu hành, thì Đức Phật cũng như cái lý thiên đình hoạch định cũng như tạo hóa sẽ xá tội, tha thứ tội cho chúng ta. Tức là sẽ tha thứ những cái tội mà chúng ta đã gây từ trước, chứ không phải là cái tội mới gây đây mà chúng ta được xá tội. Thì đó mình cũng phải hiểu một cách căn bản như vậy mới đúng với cái nghĩa là xá tội. Như vậy thì Đức Thầy cho biết rất rõ kỳ xá tội nay còn một lúc. Như vậy thì từ cái khái niệm một lúc này là gì? Một lúc là một khoảng thời gian, chỉ còn một lúc nữa thôi là hết rồi. Như vậy thì một lúc này thật chất ra tôi cũng không biết là bao nhiêu năm. Thật chất ra chúng ta cũng không thể nào biết một lúc này là kéo dài bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Như vậy thì giờ này, nếu nói trên thế gian này, cũng như câu nói hồi nãy, giờ này có một vị nào đứng lên nói rằng thời kỳ xá tội này còn kéo dài được 5 năm, 3 năm nữa là hết, thì đồng đạo cũng đừng tin. Cho nên cái ngày mà hết cũng có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày hôm nay, cũng có thể là buổi trưa nay, cũng có thể là buổi chiều nay, vân vân. Vì vậy cho nên chúng ta phải quý trọng cái thời gian mà xá tội. Như vậy thì theo cái hiểu chúng tôi, dầu rằng con số biết nói ở một cái khoảng thời gian bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, thì cái thời gian này chúng ta không dám khẳng định, nhưng có thể chúng ta ước lượng được. Như vậy thì theo cái hiểu của cá nhân tôi, một lúc đây thì sẽ được kéo dài từ ngày mà Đức Thầy cho biết rằng ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hớt đã nhiều. Như vậy thì theo nhận định của chúng tôi khi nghiên cứu là Đức Thầy, thì kỳ xá tội nay còn một lúc, thì chữ một lúc này bắt đầu từ năm Bính Tý 1936. Bởi vì đáng lẽ ra ngày giờ này, ngày giờ đó thì cõi đời này con người sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mai nhờ Đức Thầy chúng ta là Minh Vương, Đức Thầy mới sinh với Đức Phật Tổ Đức Thích Ca Như Lai, và từ đó Đức Phật Tổ mới trình với Ngọc Đế để cho Phật dạy trần. Và đồng thời chính vì Đức Phật Tổ trình với Ngọc Đế, cho nên Ngọc Đế mới truyền các sắc lệnh, trong đó truyền sắc lệnh cho thầy chúng ta cúi đầu tâu trước cửu trùng Ngọc Hoàng ban chiếu lão khùng giáo dân. Như vậy thì khi Đức Thầy chúng ta được mang ban Đức Ngọc Hoàng ban cái chiếu chỉ xuống đây để dạy đạo, thế mà giờ này cũng có một số người cuồng ngông nói rằng thuyết pháp cho Ngọc Hoàng Đại Đế nghe. Ngọc Hoàng ban chiếu xuống cho Đức Thầy chúng ta ra đời khai đạo để cứu nhân sinh trong thời kỳ cuối cùng hảo hạ này. Thế mà tín đồ của thầy lại có người nói rằng hôm nay dám lên Ngọc Hoàng để thuyết pháp cho Ngọc Hoàng nghe, thì đây là một điều hết sức là phi lý. Như vậy thì giờ này chúng ta phải nhận định rằng khi Đức Thầy chúng ta được cái chiếu chỉ của Ngọc Hoàng cùng với các vị Phật, mang cái sắc lệnh của các vị Phật xuống trần để khai đạo, và đồng thời theo mình nghĩ rằng đó, lúc ấy thì Ngọc Hoàng sẽ mở ra một cái cuộc đại ân xá. Bởi vì lúc bây giờ có nhiều người sinh, Đức Thầy chúng ta sinh, Đức Phật sinh, Đức Minh Vương sinh. Vì vậy cho nên lúc bây giờ thì Đức Ngọc Hoàng sẽ động lòng, và ngoài cái việc truyền sai Đức Thầy chúng ta xuống đây dạy đạo, và Ngài mở ra một cuộc ân xá. Cho nên vì vậy cái luật tu hành giờ này tu hành rất là dễ đắc đạo, nó không khó như xưa. Thay vì ngày xưa thì tu phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta mới đắc đạo, còn ngay giờ này đồng đạo chúng ta chỉ cần trong một kiếp này mình cố gắng. Cái quan trọng mà chúng tôi nói đây là chúng ta đừng tạo thêm cái nghiệp ác, mình cắt đứt cái nghiệp ác, và chúng ta nên tạo công đức, thì cái nghiệp cũ mình sẽ được xá, sẽ được miễn giảm, sẽ được tha thứ. Chúng tôi nói ví dụ, một tên tử tù, một vị ngồi tù, niên hạn là xử tử, niên hạn là trung thân, niên hạn là 20 năm. Như vậy thì những vị này sẽ được ân xá trong một cái kỳ đại lễ nào đó, một cái kỳ nào đó mà được chủ tịch nước ân xá, thay vì ở tù trung thân thì có thể là miễn giảm. Còn 30 năm, 40 năm, hoặc giả là ở tù 20 năm thì có thể miễn giảm còn 10 năm. Nhưng mà với một điều kiện kèm theo,
thì những cái tên ở tù này thì phải là những người thật sự ăn năn hối cải, phải thật sự là chấp hành tốt cái quy điều của một người đang ở trong tù thì mới vậy, được như vậy thì mới được ăn xá. Còn ngược lại, cái tên ở trong tù này mà không chịu ăn năn cải sửa, mà cứ ương ngạnh, không biết hối hận những cái gì mà mình đã làm ra tội lỗi, thì tên tử tù này, cái vị ở tù này nhất định sẽ không được ăn xá. Như vậy thì giờ này tôi và quý vị cũng giống như một vị ở trong tù. Giờ này mình được bề trên ân xá, nhưng mà chúng ta nên nhớ đúng cái nghĩa của ân xá, tức là xá tội đó, thì đồng đạo chúng ta phải thực sự ăn năn, phải thực sự làm lành, phải thực sự lánh dữ, thì như vậy mới được ơn trên miễn giảm. Cho nên từ đó qua câu giảng này, kỳ xá tội nay còn một lúc. Như vậy thì một lúc này theo tôi nghĩ bắt đầu từ năm Bính Tý 1936, và một lúc này sẽ kéo dài đến ngày nào Đức Thầy chúng ta trở về, đến ngày nào mà dân chúng hưởng được cái cảnh phải nói rõ là khải hoàn, thì lúc đó sẽ kết thúc cái kỳ xá tội. Như vậy thì kỳ xá tội này có thể kéo dài cho đến ngày Long Hoa Đại Hội, thì lúc bây giờ mới kết thúc kỳ xá tội. Như vậy thì qua câu giảng này, giờ này mỗi đồng đạo chúng ta mình sống trong thời kỳ này, dầu sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng rất là may mắn, bởi vì sống trong thời kỳ đại ân xá. Do đó cho nên cái vấn đề tu hành mà chúng ta không nắm bắt cái cơ hội này để làm lành, để lánh dữ, để quy y theo Thầy, theo Phật thì trễ thời kỳ khó kiếm đặng ta. Như vậy thì nếu như qua khỏi thời kỳ này mà chúng ta muốn tu hành thì rất là khó đắc. Do đó Đức Thầy cũng cho biết rất rõ là sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Tức là thời kỳ bây giờ đang ở thời kỳ đại ân xá, mà tại sao chúng ta không chịu tu hành đặng có hưởng nhờ. Cho nên qua câu giảng này thì mình mới hết sức là thương Thầy, nhờ Đức Thầy thông báo, nhờ Đức Thầy chia sẻ những ý này, thì chúng ta mới biết được giờ này là Ngọc Hoàng đang ân xá, giờ này chúng ta đang sống trong thời kỳ đại ân xá. Cho nên quý vị cũng phải ráng. Thí dụ như ngày xưa chúng ta ăn chay, chúng ta cúng lại phải tốn rất nhiều công sức mới đắc đạo. Còn ngày giờ này thì chúng ta chỉ cần phải nói rõ là có tu, có niệm Phật, có ăn chay thì nhất định sẽ có kết quả. Đúng với câu là ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn. Nhưng đồng đạo nhớ một điều, điều kiện kèm theo là chúng ta phải thực sự cải hoan ăn năn, thực sự làm lành lánh dữ thì chúng ta mới có được kết quả. Thì đó là cái qua trái, là cái điều căn bản mà chúng ta cần phải hiểu qua cái vấn đề mà Đức Thầy giải rất rõ. Và đồng thời đến câu tiếp theo Đức Thầy mới dạy thêm: gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Như vậy thì đáng lẽ ra khi hiểu được Đức Thầy dạy rất rõ cho chúng ta biết được cái thông điệp là mình đang sống trong cái thời kỳ đại ân xá, thì đáng lẽ ra giờ này gặp giảng kinh Đức Thầy thì đồng đạo chúng ta phải học. Đúng với câu là kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tỉnh tại nhà, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng này thời khắc. Thì đáng lẽ ra mỗi đồng đạo chúng ta, tất cả nhân loại chúng sinh mà gặp giảng kinh, giảng kinh ở đây tức là lời giải Đức Thầy, bởi Đức Thầy đang nói đạo Phật giáo hòa hảo. Giảng kinh đây giống như câu là giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngài rày gặp ta. Như vậy thì giảng kinh thì bao gồm 6 quyển sám giảng, và phải nói rõ là thi văn toàn bộ trên dưới hơn 100 bài, hơn 200 bài thi văn mà Đức Thầy đã sáng tác trong cái khoảng thời gian rất là gãy gọn, trong quá trình Đức Thầy khai đạo đến ngày Đức Thầy vắng mặt. Như vậy thì gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trần tức là những con người sống ở trong cõi trần này, bởi vì người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng trời nó lão kiếm cơm. Thật sự như vậy, giờ này chúng ta nhìn một cách nhìn khách quan thì con người mà kêu tu hành thì xin thưa rằng rất là hiếm. Phải nói rõ một người mà ôn học kinh sách, kinh điển của Phật, luôn cả giáo lý Đức Thầy thì xin thưa rất là hiếm. Nếu nói về quân bình số người ở trên thế gian này, chúng tôi ví dụ như hiện giờ thế gian là 8 tỷ, tương đương là 8 tỷ người, mà những người hằng học đọc coi kinh sách để làm theo thì chúng ta tính đi, mình đếm đi đếm lại đâu có bao nhiêu đâu đồng đạo. Có thể nói là chưa được 1%. Nếu chúng ta nói về góc độ rộng về kinh sách đạo Phật thì có thể là cũng tương đối, cũng có thể là tương đối có khoảng chừng 7-8%. Còn nếu nói lời Đức Thầy thì xin thưa rằng chưa được 1%.
Cho nên đúng như lời thầy dạy là gặp giảng kinh rằng cứ làm ngơ. Bởi vì con người chúng ta đó ít có nhìn sâu trong rộng, mình chỉ nhìn ở hiện tại, chỉ nhìn ở danh, ở lợi, ở tình, chứ thật chất ra ít có ai nhìn đến tội đến phước, quý vị à. Cho nên ở đây Đức Thầy khẳng định điều này, giống như đoạn khác Thầy dạy: Lam Kiều hữu lộ vắng ve, ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Cái con đường được giải thoát, con đường đi lên thì có lộ, có người hướng dẫn mà không chịu đi à, tức là còn mà cái con đường về địa ngục, cái con đường tạo nghiệp, con đường hung ác thì ai cũng tranh giành hết. Cho nên Đức Thầy mới dạy: Trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt không mua tại mình. Như vậy thì đây là cái tâm lý chung, tâm lý chung của mọi người, chứ không phải riêng ai, quý vị à. Ví dụ bây giờ cái người không có tín ngưỡng tâm linh à, không biết về tôn giáo, thì gặp giảng kinh người ta làm ngơ thì điều đó mình không trách, bởi người ta không có duyên, không duyên với đạo, người ta không biết gì hết trơn, bởi vì kẻ vô tình mà, người ta không có cái gì hết trơn, không biết gì cả. Nhưng một điều mà chúng ta đáng buồn hơn hết là đồng đạo của mình, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, giờ này gặp giảng kinh chúng ta vẫn làm ngơ đồng đạo à. Bởi vì mình nói gọn, trong cộng đồng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thôi, tôi và quý vị cộng hết đồng đạo chúng ta cũng trên dưới khoảng vài triệu, khoảng chừng 5 triệu, 7 triệu nếu mà nói ước lượng con số. Thì trong 5 triệu, 6 triệu, 5 triệu, 7 triệu này mà nếu nói mà gặp giảng kinh ai cũng học, cũng đọc, thì xin thưa rằng là chúng ta đếm trên đầu ngón tay thôi. Tôi dùng cái từ trên đầu ngón tay chứ không phải đơn giản đâu. Có thể nếu như mình tính, mình dồn dòm, mình tính mà gọi là tính nhẩm đó, thì giờ 5 triệu thôi. Mà 5 triệu này đó, mà nếu một cái người mà thực sự nghiên cứu gặp giảng kinh mà không làm ngơ đó, thì hết hạn gì đó, thì chúng ta khoảng chừng vài trăm ngàn người, khoảng 10% thôi. Còn 90% cũng là tín đồ Đức Thầy, đôi khi cũng ăn chay, đôi khi cũng làm từ thiện lắm, nhưng mà gặp giảng kinh thì lại làm ngơ. Cho nên ở đây chúng ta bàn vấn đề này để làm chi? Để mỗi đồng đạo chúng ta thấy được cái điểm yếu, cái điểm yếu của đồng đạo chúng ta. Thế mạnh chúng ta là làm từ thiện, thế mạnh chúng ta là cúng lại ăn chay, thì đây là thế mạnh rồi. Tôi nói ví dụ bây giờ nếu nói việc đi làm tuần, đi cầu nguyện, thì đồng đạo chúng ta thể hiện cái nét văn hóa này rất là tốt. Nhưng mà kêu học cho Đức Thầy, giống như Trung ương, Ban sự Trung ương mở lớp dạy đạo hàng năm mà chúng tôi cũng phụ trách, thì thật sự ra thì nhiều khi tín đồ trong xã đó trên dưới 2-3 ngàn người đó, mà mở một lớp đạo mà kiếm khoảng chừng 50 người học đạo thôi, 70 người học đạo thôi, 100 người học đạo thôi là cực kỳ khó, cực kỳ khó. Bởi vì thật chất ra thì cái đạt được của sự học hành giáo lý thì trước mắt thì ít, tương lai thì nhiều. Còn bên cạnh đó thì cái việc danh lợi, thì những cái hưởng trước mắt người ta hưởng nhiều quá, cho nên người ta chỉ nhìn theo trước mắt, người ta không nghĩ đến tương lai. Chính vì vậy đây là một điều hụt hẫng rất lớn trong đạo chúng ta giờ này, nói về cái phương diện học hỏi là Đức Thầy. Vì vậy thầy than ở chỗ này, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, thì theo tôi nghĩ rằng ngoài cái việc chúng ta nói rộng đến 7 tỷ người, 8 tỷ người trên thế giới này, và đồng thời thì chúng ta nói gọn lại, đồng đạo mình giờ này vẫn còn rất nhiều người làm ngơ khi không tìm hiểu vô lý. Chính vì chúng ta là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà mình không quý trọng lời dạy của thầy mình, bởi vì đây là kho tàng pháp bảo, đâu phải dễ gì chúng ta gặp được cuộc giáo lý đồng đạo. Phải nói gọn à, phải nói rõ là thời kỳ từ xưa đến giờ mà nếu nói một vị Phật mà ra đời viết rõ ràng về giới luật, rồi về giới lễ, về giới điều như Đức Thầy chúng ta trong toàn bộ sấm thi của Ngài, thì xin thưa là không có. Không có đồng đạo à. Theo mình tìm hiểu trong lịch sử, từ xưa đến giờ Đức Thầy chúng ta là duy nhất một ông Phật sáng tác sấm thi để lại cho đời, hạ bút thần thơ đã đề khai. Hoặc giả Đức Thầy cho biết rằng trong suốt ngày làm việc lay quay, dùng giấy mực trưng bày đạo đức, bởi vì Ngài nhận định rằng chớ nước sâu mà bị gào thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn cây ngồi viết, đem đạo hầu, đem đạo màu như hạn cho mưa, đặng tố trần tâm ý người xưa, chữ thậm thâm trong kinh Phật giáo. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới viết quyển sấm giảng thi văn toàn bộ để cho chúng ta học, để chúng ta tu, viết để chúng ta học, chứ không phải viết mà để chúng ta để trong tủ, không phải thầy viết để chúng ta để trên bàn thờ, quý vị ạ. Cho nên khi nói vấn đề này thì chúng tôi rất là đau lòng. Chính vì mỗi khi nhắc đến, mỗi khi nhìn thấy thì rất là đau lòng xót dạ. Đức Thầy luôn luôn dạy chúng ta là phải tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo.
Đức Thầy luôn luôn dạy chúng ta rất rõ là làm theo lời chỉ ngày này gặp ta. Mà giờ này học mình không học thì làm gì chúng ta tìm hiểu nghĩa cho được. Rồi bây giờ học mà không học thì làm gì mà biết và làm theo lời chỉ đâu. Hôm nay muốn làm theo lời chỉ thì yếu tố đầu tiên phải học. Đây là yếu tố căn bản đầu tiên phải học. Bởi vì có học tôi và quý vị mới làm theo lời chỉ được. Còn nếu không học thì hầu như chúng ta biết cái gì đâu mà làm. Cho nên vấn đề này là một vấn đề hết sức là cần thiết. Vì vậy khi đọc câu giảng này, gặp giảng kinh Trần Cứ Làm Ngơ thì chúng ta rất là thương thầy. Và sau đó thầy mới dạy thêm về cái tinh thần nhân quả, trồng bông kiển giống chi hưởng đấy. Như vậy thì câu giảng này để bổ nghĩa, để cho chúng ta thấy được rằng trên đời này chúng ta gieo nhân gì thì gặp quả đó. Như vậy thì câu giảng này nó cũng giống như nguyên văn mà Đức Phật đã giải trong kinh điển, tức là chủng hoa quần đắc hoa, chủng đậu quần đắc đậu, tức là trồng hoa được hoa, trồng đậu đặng đậu. Thì hôm nay thầy dạy là trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Chúng ta trồng cái gì thì hưởng cái đó. Giờ này nếu như chúng ta trồng cây bồ đề, hàng ngày mình học đọc lời Đức Thầy, mình hành đạo thì nhất định mình sẽ hưởng được cái quả vị giải thoát. Còn ngược lại giờ này gặp giảng kinh Trần Cứ Làm Ngơ, chúng ta không chịu học, không chịu hành, không chịu tu, mà chúng ta cứ chạy theo những cái lối mới, chạy theo danh lợi, đúng với câu là đường danh lợi đua chen mùi ống ổng, đâu có màng tiếng vọng của người tu, cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, trong biển khổ may mà thoát đặng, như Đức Thầy dạy trong bài Không Buồn Ngủ. Như vậy thì nếu như giờ này mình chạy theo danh lợi thì mai kia mốt nọ mình sẽ chết với danh lợi, và mình sẽ đào thai trở lại để thụ hưởng cái giả tạm này. Tức là vừa cái thân là giả, tạo cái giả để rồi trở lại cảnh giả. Cứ như vậy mà chúng ta xuống xuống lên lên, cũng như ở cái số trước chúng ta trình bày qua cái khái niệm về cái từ luân hồi. Như vậy thì trồng bông kiển giống kia hưởng nấy, thì đây muốn nói là tinh thần nhân quả. Cho nên thời kỳ này khi hiểu là Đức Thầy rồi thì không có gì bằng chúng ta trở lại làm hiền làm lành. Bởi vì khi chúng ta làm hiền làm lành thì mình sẽ gặt được những cái hoa thơm, những trái ngọt. Còn nếu như chúng ta làm hung làm dữ thì đương nhiên mình sẽ thọ nhận những trái cây, trái đắng. Và đồng thời trong cuộc sống, nếu như chúng ta có tinh ý một chút, mình nhìn những cái tai nạn, nhìn những cái cuộc sống bất hạnh, những cái mảnh đời cơ nhỡ, nhìn cái bản thân mình gặp những tai nạn, gặp những cái điều bất kịch ý, thì những yếu tố đó hoàn toàn do trước đây chúng ta gieo trồng cái cây chẳng lành, cái cây bất lành, gieo trồng những cái hạt giống đắng, cho nên giờ này mới lên trái đắng. Cho nên hôm nay đọc câu giảng này thì ý Đức Thầy muốn tôi và quý vị chúng ta phải chuyển hóa tư tưởng, chuyển hóa cách làm. Hôm nay thà chúng ta nghèo một chút, hôm nay thà chúng ta chịu nhục một chút, mà chúng ta được làm những cái công việc vang danh, làm những cái công việc để sau này chúng ta được hưởng cái quả phước lành, cũng như chúng ta trồng cái cây lành, trồng cái giống lành. Như vậy thì qua câu giảng này, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, thì nếu nói về ý thì xin thưa đồng đạo, mỗi đồng đạo phải nhìn được cái kết quả, đúng với câu là phàm làm việc gì phải nghĩ đến kết quả của nó. Nếu như chúng ta không tu thì kết quả như thế nào? Đương nhiên sau ngày chết chúng ta sẽ đọa vào ba con đường ác, cũng như cái số vừa rồi chúng ta đã bàn. Và đặc biệt nếu như chúng ta có tu hành thì đương nhiên chúng ta sẽ được đi lên. Tôi nói ví dụ giờ này mình gặp một cái người giàu sang hơn mình, đẹp đẽ hơn mình, quyền cao trức trọng hơn mình, lúc bây giờ mình nói làm sao? À, kiếp trước anh có tu cho nên kiếp này anh sung sướng hơn tôi, anh giàu có hơn tôi, kiếp trước tôi không có tu cho nên giờ này tôi khổ. Thì khái niệm này ai cũng biết rõ, đó là điều đương nhiên. Cho nên qua ý này mình phải nhận định những ý đạo Đức Thầy muốn dạy thế nào. Vì vậy cho nên ngày xưa Đức Phật dạy làm sao? Tức là nhất thiết chúng sanh bất thành Phật quả, ngã thể bất thành Phật. Đức Phật cũng vì chúng sanh mà Ngài phát một lời đại nguyện. Nếu như Ngài ra đời giải đạo mà không có một chúng sanh nào mà không thành Phật đó, thì Ngài cũng thệ nguyện là không thành Phật. Rồi trong khi đó trong Kim Cổ Kỳ Quang, ông Ba Thới cũng dạy không khác: tu hành không Phật thì tiên, không vương thì bá, cũng quyền không khanh. Hôm nay tôi và quý vị, nếu chúng ta tu hành mà giả sử như mình không thành Phật được thì chúng ta không thành tiên, mà không thành tiên thì cũng thành các vị vua, chứ vương là vua. Và nếu không được thành vua, làm vua thì chúng ta cũng được những vị bá quan, văn võ, những cái người giàu có sau này. Cho nên cái lợi lạc của sự tu giống như chúng ta trồng cây lành để hưởng lấy
cái quả ngọt. Và Đức Thầy dạy cũng không khác: thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân nhiều người đời. Hay hoặc giả trong phiến thiện thầy dạy là trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Như vậy thì đọc qua hai câu giảng này thì mỗi đồng đạo chúng ta phải nhận định đúng là Đức Thầy muốn tôi và quý vị chúng ta trở lại với quyển sám giảng của Ngài học để tìm hiểu nghĩa, để rồi thực hành theo những cái chúng ta tìm hiểu đúng, theo những gì mà Đức Thầy đã viết, thì như vậy mới thật sự là chúng ta gặp giảng kinh chúng ta không có làm ngơ, và thật sự là chúng ta trồng cây lành thì đương nhiên tất nhiên cái ngày cuối cùng chúng ta sẽ hưởng được cái hoa trái ngọt dịu, cái hoa trái ngọt bùi trong cái ngày đắc đạo. Và tiếp theo nữa Đức Thầy mới dạy thêm để chúng ta thấy rõ ràng hơn, càng đi sâu vào đoạn giảng này thì chúng ta thấy rất là sáng trên cái con đường tu hành của mình. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy thì bốn câu giảng này đọc thì dòng đạo chúng ta hiểu liền, tức là bốn câu giảng này ý Đức Thầy muốn nói chủ thể để tạo tác lên mọi thứ ở trên thế gian này, dầu xuống địa ngục, dầu lên thiên đàng, dầu ma hay quỷ, dầu tiên hay Phật, thì nói chung không ngoài một chữ, đó là chữ tâm. Tức là tâm chúng ta sẽ tạo tác ra mọi thứ, là mà Đức Phật dạy là vạn vật quy tâm tạo, tức là mọi thứ trên đời này đều do tâm tạo, đúng với câu là vạn vật quy tâm tạo. Như vậy thì điều này rất là phù hợp. Cho nên hôm nay nếu nói về cái quá trình tu hành thì chỉ cần chúng ta trở về nội tâm. Khi chúng ta trở về nội tâm thì như vậy mới tu đúng theo chánh pháp. Mà ngày giờ này Đức Thầy cũng dạy rất rõ là Phật tiên thánh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thăng nhã tách đường mây, trầm luân quan nghiệt càng gây thêm hoài. Vì vậy cho nên qua bốn câu giảng này thì cái ý tổng thể, mình trình bày ý tổng thể trước thì chúng ta sẽ trình bày cái chi tiết sau. Ý tổng thể bốn câu giảng này là tất cả các con đường đi trong lục đạo luân hồi, và cao hơn nữa là trong tứ thánh lục phàm 10 cái cửa thì hoàn toàn do tâm chúng ta tạo tác hết, đại khái là như vậy. Như vậy thì mình mới đi chi tiết từng câu. Thầy dạy là địa ngục cũng tại tâm làm quấy. Vậy thì địa ngục đây là một cái con đường thấp nhất trong lục đạo luân hồi, con đường thấp nhất trong tứ thánh lục phàm. Bởi vì nếu nói về tứ thánh thì cái quả vị cao nhất là Phật, cái quả vị kế tức là Bồ Tát, cái quả vị thứ 8 tức là Duyên Giác, cái quả vị thứ 7 tức là Thinh Văn. Rồi đó là tứ thánh, bốn cái hạng, bốn hạng này là bốn hạng giải thoát. Rồi kế tứ thánh thấp hơn tứ thánh thì có lục phàm. Thì bốn hạng lục phàm này thì lòng dòng trong cái cảnh sanh lão bệnh tử, trong cái cảnh gọi là luân hồi. Như vậy thì sáu con đường này thì con đường thứ 6 là cao nhất, là được sinh về cõi trời. Con đường thấp tiếp theo là con đường thứ 5 là cõi Atula. Con đường thứ 4 là cõi người. Con đường thứ 3 là chúng ta mang cái thân xúc sinh. Và con đường thứ 2 là chúng ta mang thân ngạ quỷ. Và con đường thấp cuối cùng là con đường đọa địa ngục. Như vậy thì địa ngục đây là một cái nơi thấp nhất, một cái nơi mà tẩu nhất. Thì Đức Thầy dạy rất rõ là địa ngục do đâu? Thì xin thưa đồng đạo, cũng tại tâm. Tức là địa ngục là do tâm, do tâm mình làm ra, do tâm mình tạo ra. Cho nên hôm nay nếu nói về vấn đề câu giảng này thì có hiện tại, có tương lai. Nếu như trong cái cuộc sống hàng ngày mà đồng đạo chúng ta không tu hành, mình bức rứt, mình phiền não, mình có những cái tư tưởng tiêu cực, thì lúc bây giờ tâm chúng ta nó là địa ngục rồi. Thì từ cái trạng thái tâm chúng ta là địa ngục, cho nên khi chúng ta bỏ xác thân này thì đương nhiên linh hồn chúng ta sẽ đọa địa ngục. Bởi vì khi cái thân ở cái cõi ta bà này mà lúc bây giờ tâm chúng ta đã là địa ngục rồi. Thật sự điều này có quý vị à. Bởi vì khi lúc mà chưa tu, bản thân chúng tôi cũng vậy, lúc mà mình túng quẫn, lúc mình cực kỳ khổ rồi thì tâm mình nó phiền não, nó bức rứt, nó tức tối, nó bị chèn ép biết bao nhiêu thứ, nó bị phải nói rõ là bao nhiêu vấn đề, phải nói rõ đè nặng trong cái nguồn tư tưởng của mình, không lúc nào mà tháo gỡ được. Thì những cái tư tưởng đó thì chẳng khác nào chúng ta đang ở trong cảnh địa ngục. Thì cảnh địa ngục này có thể nói đây là địa ngục tại thế.
tại địa ngục tại thế. Đó là mình hiểu về một cái phương diện trở lại ở ngay cái nội tâm của mình. Vì vậy cho nên tu thì cần cái nội tâm chúng ta được hoan hỷ, được an lạc. Thì khi nội tâm mình mà không còn trói buộc, bởi vì tâm là lòng, nguồn tư tưởng, không còn trói buộc, không còn phiền não, thì lúc bây giờ mình thoát được địa ngục tại tâm, thì chúng ta mới vươn lên xa trên cái cảnh giải thoát. Thì đó là chúng tôi cũng nói ở một góc độ. Tuy nhiên đó thầy dạy đây, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, có nghĩa là cái con đường mà xuống địa ngục đó, cái con đường mà mãn kiếp này chúng ta đọa địa ngục, cũng như trường hợp bà Thanh Đề, có trường hợp của những vị phạm vào tội ngũ nghịch đó, thì xin thưa rằng hoàn toàn do tâm. Mà thầy khẳng định cái tai hại, cái nguyên nhân chính là do tâm, mà do tâm làm quấy. Như vậy thì tâm làm quấy là nguyên nhân chính để chúng ta đọa địa ngục. Như vậy thì làm quấy, làm thế nào gọi làm quấy? Như vậy thì làm quấy là làm sai, làm quấy là làm lỗi, bởi vì ngược lại với quấy là phải, phải quấy. Như vậy làm phải làm đúng, làm phải là không có lỗi, nhưng mà làm quấy là những điều chúng ta làm sai, sai với giáo lý, sai với lẽ phải, sai với đạo đức nhân phẩm con người, thì các yếu tố đó đều đặt cái tên là quấy. Như vậy thì quấy là lỗi. Đức thầy dùng cái từ quấy thôi thì chúng ta thấy rõ rằng nó mang một tính chất nội hàm rất là rộng. Cho nên hôm nay một con người mà bình diện trên xã hội này, dầu rằng thấy hình tướng bên ngoài rất đẹp, cũng có những cái cơ ngơi ổn định, mà nếu như trong tâm địa của họ không tốt, trong tâm địa của họ luôn nghĩ cái điều sái quấy, những cái điều tội lỗi, những cái điều đi ngược với luân thường đạo lý, những cái điều mà phải nói rõ là gần như đi ngược với lời dạy của thầy, lời dạy của Phật, đi ngược với đạo lý, với lẽ phải, thì những cái tư tưởng đó chúng ta tạm gọi đó là tư tưởng làm quấy. Cái chữ làm ở đây, ngoài cái việc bằng hành động quấy, nhưng mà chữ làm ở đây, khi mà hiểu về sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, thì chữ làm đây là tâm làm. Bởi vì tâm làm trước, trong cái đó tâm nó làm xong rồi, nó mới thúc giục cái tư tưởng, lời nói làm theo nó. Bởi vì tâm là tủ chủ thể, tâm là ông chủ nhà, còn tất cả hành động bên ngoài, lời nói bên ngoài, nó chỉ là đầy tớ thôi, do tâm xúi dục thôi. Vì vậy thầy mới dạy là việc làm do lĩnh tâm hồn khiến sai. Như vậy thì nếu tâm chúng ta suy nghĩ quấy, suy nghĩ những cái điều, suy nghĩ những cái điều tội lỗi, những cái điều không đúng với lẽ phải, không đúng với con đường giải thoát, mà lại suy nghĩ vì cái sự ham muốn cá nhân, sẵn sàng giết hại kẻ khác để mưu lợi cho mình, thì nếu như chúng ta nuôi cái tâm này khoảng vài ngày, khoảng vài giờ, thì lúc bây giờ sẽ có hành động. Và từ cái hành động đó, nó sẽ trở nên một cái nghiệp rất là nặng. Và cái nghiệp đó gọi là nghiệp làm quấy. Thì từ cái nghiệp làm quấy này, thì cái hệ quả cuối cùng nó đưa chúng ta xuống địa ngục. Cho nên từ đó thì đồng đạo đọc câu giảng này, thì mình hết sức là cân nhắc khi tâm chúng ta suy nghĩ. Cho nên giờ này quý vị cứ an tâm, nếu tâm chúng ta có nghĩ quấy, nghĩ lỗi, mình biết được thì mình dừng liền. Mình kiếm gì thế vô, mình niệm Phật thế vô, mình nghĩ lời Đức Thầy, đem lời Đức Thầy thế giờ thế vào. Mình phải biết rằng đó là điều không đúng đâu. Nghe đến cái vấn đề về địa ngục ai cũng sợ. Cho nên hảo nào Đức Thầy mới dạy là sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa tư tưởng, tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa, đem thay vào bằng những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Như vậy thì tư tưởng xấu xa là nguồn cội, nó là gốc của làm quấy đồng đạo. Tư tưởng xấu xa là nguồn cội để đưa chúng ta xuống địa ngục đó. Cho nên chúng tôi nói gọn vậy thôi thì mỗi đồng đạo chúng ta hiểu rồi. Và hơn thế nữa, nếu chúng ta chi tiết một chút, thì nếu tư tưởng chúng ta mà nó mang cái nội hàm, nó xúi cái thân mình phải sát sanh đạo tặc tà dâm, cái tư tưởng chúng ta mang cái nội hàm, nó xúi cái miệng mình phải lưỡng thiệt, ỷ ngôn vọng ngữ và ác khẩu, rồi cái tư tưởng của mình nó ngấm ngầm cái sự ham muốn, cái sự nóng giận, cái sự mê si, thì những cái nguồn tư tưởng đó có thể chúng ta gọi đó là làm quấy đó. Làm quấy thì nó đưa chúng ta đi xuống đồng đạo. Vì vậy qua câu giảng này, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, thì đồng đạo nên cẩn thận để chúng ta hàng phục nơi chính bản thân của mình. Và Đức Thầy mới dạy thêm là về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Như vậy thì đi xuống cũng do nó, mà đi lên cũng do nó. Chúng ta chỉ cần quán đổi tư tưởng thôi. Thay vì cái tư tưởng làm quấy thì chúng ta xuống địa ngục đúng không, mà cái tư tưởng làm phải thì chúng ta đi lên. Bởi vì làm gian ác là quỷ là ma, mà làm chân chánh là tiên là Phật nè. Vì vậy cho nên hôm nay về thiên đàng là đi lên, thiên đàng là về cõi trời,
Thiên đàng là phải nói rõ là chúng ta được thông dong tự tại, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Như vậy thì giàu rằng phước nhiều tiên cảnh lên trời, giàu rằng Phật trời không dụng, giàu nghèo ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Nhưng mà nếu như muốn đạt được kết quả ở cái chỗ là phước nhiều đó, một người mà làm phước nhiều thì cái người này phải có một cái nội tâm, phải có nội tâm hướng thiện, có một nội tâm là muốn làm phước. Như vậy thì từ cái nội tâm đó mới sinh ra hành động như chúng ta bàn nãy giờ. Cho nên nếu như cái hành động của mình là hành động phải, cái nội tâm của mình là suy nghĩ phải, thì mình sẽ có hành động phải. Nó ngược lại với quấy, thì đây là trạng thái đi lên. Cho nên Đức Thầy viết hai câu giảng này là phương diện đối đãi với nhau. Nếu tư tưởng chúng ta làm quấy thì chúng ta xuống địa ngục, mà nếu tư tưởng chúng ta làm phải thì chúng ta về thiên đàng. Cho nên hai con đường này chúng ta chọn, một bên trong một bên đục. Đức Thầy đưa ra lành giữ hai đường tự ý chọn, lành như tòng giữ tở qua tươi, cũng như trong kinh Cao Đại Giáo đã dạy rất rõ. Như vậy thì hiểu vấn đề này, chắc giờ này tôi và quý vị chúng ta sẽ có một cái tư duy. Cái tư duy chúng ta là tư duy tích cực. Cái tư duy chúng ta tức là cái tâm á, thì lúc giờ này cái tâm chúng ta không còn dám nghĩ quấy nữa, bởi chúng ta sợ đi ngục. Vì vậy cái tâm chúng ta phải nghĩ đến cái việc tích cực, nghĩ đến cái việc phải nói rõ là việc phải. Khi mà cái tư tưởng quấy nó khởi lên thì chúng ta dập tắt nó ngay, đừng để nó thành hành động. Và mình phải chuyển hóa lại cái sự suy nghĩ. Thay vì mình ghét người ta, chi bằng mình thương người ta, chi bằng mình phải nói giúp đỡ người ta, thì đó là những cái tích cực trong cái sự tiêu cực, để rồi chúng ta đi xa hơn cái con đường địa ngục đạo về cái phương diện hành đạo. Thì đó là đúng với câu là về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Và Đức Thầy mới diễn thêm là cái chữ tâm, mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy cái điều này còn gần gũi hơn nữa, dễ hiểu hơn nữa. Cái chữ tâm ở đây thì Đức Thầy nói cái chữ tâm thì nói chung bốn câu giảng này Đức Thầy gắn chặt để chúng ta thấy rõ hoàn toàn do tư tưởng chúng ta tạo ra. Nhưng mà nếu nói chữ tâm thì khi Thầy nhắc chữ tâm thì chúng ta phải bàn chữ tâm. Bởi vì khi bàn chữ tâm thì trên thế gian này không ai lạ gì với một cái bài thi của ông Trần Đoàn Hy Di, mà trong sấm thi Đức Thầy thì Đức Thầy cũng chấp nhận tức là sai thể Trần Đoàn ắt thảnh thơi. Đức Thầy viết rất là nhiều chỗ về Trần Đoàn Hy Di mà chúng tôi cũng thường có chú thích từ ngữ trong những phiên giải đáp nghi vấn ở những năm trước đây. Như vậy thì Trần Đoàn Hy Di có một cái bài thi rất là nổi tiếng về chữ tâm. Cho nên ngài rất rõ: cổ nhân hình tợ thú, tâm hữu đại thánh đức, kim nhân biểu tợ nhân, thú tâm an khả trắc. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Thì đây là một cái bài thi của Trần Đoàn Hy Di. Ông diễn tả một cái chữ tâm. Cho nên trước đó ông dạy rất rõ, cái người xưa là cổ nhân hình hài tợ như thú. Cái người xưa đó cổ nhân hình hài xấu lắm, nhưng mà tâm thì lớn như ông thánh lớn vậy đó. Tâm hữu đại thánh đức, cái tâm người ta lớn, hình hài bên ngoài thì xấu, nhưng mà cái lòng người ta thì phải nói rõ là rất là lớn. Cái tâm người ta là cái tâm nghĩa khí. Cho nên đồng đạo nhớ lại những cái truyện tích, rồi đọc những sách sử ôn cổ tri tân đó, thì chúng ta mới biết rất rõ là cái người xưa đồng đạo, người ta rất là trọng cái chữ tính. Gần như người ta tâm người ta tốt lắm, không bao giờ người ta nghĩ cho mình đâu. Được mệnh danh những người đại quân tử mà. Mà Đức Thầy cũng dạy rằng người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chân chánh người ta ngay thẳng. Còn người thời nay thì sao? Xin thưa rằng bọn gái mới ra đường tha thước, bỏ hết trơn để nếp ông cha, vân vân. Cho nên cái người nay là thua hẳn cái người xưa. Vì vậy Trần Đoàn Hy Di muốn nói rằng cái người xưa người ta có cái tâm rất lớn, hình hài thì xấu, mà cái tâm người ta như thánh lớn vậy đó. Còn người nay là kim nhân biểu tợ nhân, thú tâm an khả trắc. Cái người nay thì hình hài bên ngoài đẹp lắm ha, nhìn thấy đẹp đẽ lắm, nhưng mà đó là ngụy trang thôi. Hình hài thì đẹp nhưng mà cái tâm không đẹp, thú tâm an khả trắc. Cho nên Thầy mới dạy là lang tâm như thú tiêu long. Con người ngày giờ này thì hình hài đẹp, cái vỏ bên ngoài vỏ bọc rất đẹp, nhưng mà cái tâm thì rất là xấu đồng đạo à. Cái tâm rất là xấu. Cho nên Ngài mới diễn luận thêm là hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Nếu như một con người mà có tâm tốt, tức là cái tâm này, cái tâm không có làm quấy nè, thì từ từ cái tướng, tức là sẽ do tâm nó sinh luôn cái tướng, gọi là tâm sinh tướng đó. Thì khi một con người mà có tâm tốt thì đương nhiên hành động người này là phải tốt rồi, lời nói phải tốt rồi. Vậy thì có phải là tướng do tâm sinh không? Một con người bình thường không phải người ta tốt vậy à?
Ví dụ giờ này mình thấy một cái người đó rất là tốt, anh A anh B nó rất là tốt, luôn sống vì mọi người, thì bao nhiêu cũng đủ cho chúng ta biết được rằng tâm của anh đó rất là tốt. Anh đó không có còn phân biệt nhân ngã, anh đó không có còn tham lam sân nổi mê si, thì tâm mới tốt, tánh nó ngoài, cái tướng mới tốt như vậy. Còn nếu mà tâm chúng ta còn sân nổ mê si, còn phân biệt nhân ngã, thì bao đời nào mà chúng ta có cái tướng tốt. Cái lúc bây giờ chúng ta có tướng phải nói rõ, có cái hành động lúc nào cũng muốn hơn người, có những cái ánh mắt cử chỉ hay nguýt, rồi kỳ thị, rồi là nói xấu kẻ khác vân vân, thì đó là những cái người tướng không tốt. Và Trần Đoàn Hy Di mới dạy thêm đó, tức là hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Nếu như một cái người mà có tướng tốt mà cái tâm không tốt, cái tâm không tốt là tâm làm quấy nè. Cái tướng thì tốt, nhìn cái tướng thì đạo mạo ngon lành lắm, mà cái tâm làm quấy thì lúc bây giờ từ từ tâm tướng bị diệt hết. Tức là từ từ tâm tướng lọt xuống dưới địa ngục. Bị diệt là tức là không trường tồn, không có tồn tại, không đắc đạo được, mà cuối cùng mất hết, mất tất cả. Giống như thầy giả linh hồn chìm nắm chốn nơi hà, hay hoặc là gian tà hồn xác cũng tiêu đó. Thì đây là cái trường hợp gọi là tâm tướng đều bị diệt. Cho nên ông mới diễn cái chữ tâm nè. Thầy dạy chữ tâm, cho nên ở đây mình cũng bàn một số cái nét cái chữ tâm. Ông mới vẽ cái chữ tâm theo cái lỗi cái chữ Hán học đó, tức là theo chữ Nho đó. Thì tam điểm như tinh tượng, thì đồng đạo nào có biết về chữ Nho thì đồng đạo thấy rõ. Chữ tâm thì ở trên nó có 3 phẩy, thì 3 phẩy này định hình cho 3 vì sao gọi là tam điểm như tinh tượng, tức là trên 3 chấm như 3 ngồi 3 vì sao. Hoành câu tàu nguyệt tà ở dưới thì có một nửa cái phòng. Cái phòng này cũng giống như là cái phần trăng lưỡi liềm đó, gọi là hoành câu, giống như lưỡi câu đó, mà cũng giống như là phải nói rõ là nguyệt tà là trăng, này là trăng tà rồi, trăng này là trăng gần đến ngày 30 rồi, thì chúng ta thấy rõ. Thì đó là cái hình thức của chữ tâm. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tự nguyệt tà là cái hình, tức là tượng hình đó, chữ Nho tượng hình chữ tâm. Nhưng mà cuối cùng thì Trần Đoàn Hy Di đã kết thúc rất rõ. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tự nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Phi mau là mang lông, đậu sừng, tùng thử đắc là điều do nó, tố Phật giả do tha, thành Phật cũng điều do nó mà ra. Như vậy thì qua ý này thì hôm nay Đức Thầy dạy không khác đồng đạo à. Như vậy thì cũng chính vì khái niệm này mà chúng ta nhớ đến một cái mẫu chuyện của ông bác sĩ Trần Lũy. Thì lúc bây giờ những ngày đầu, ông bác sĩ Trần Lũy ở Bạc Liêu thì có gặp thầy, mới hỏi thầy một vấn đề. Bạch thầy, con nghe thầy dạy cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy thì cái tâm mình, cái gì là quỷ, cái gì là ma, cái gì là tiên là Phật, thì nhờ Ngài chỉ rõ cho con biết, thì khi con biết được rồi thì nhất định con sẽ tu theo đạo của Ngài. Thì lúc bây giờ Đức Thầy nói rằng đó, ông Trần Lĩ là một cái người giàu có ở xứ Bạc Liêu này, chắc là trong nhà có cái ăn người ở. Thì lúc bây giờ ông Trần Lĩ nói rằng, dạ thưa thầy, rất là nhiều, thuê rất là nhiều cái ăn người ở, mà ngày xưa thì chúng ta gọi là làm thuê đó, giờ này gọi là ưu xin đó đồng đạo. Thì Đức Thầy mới hỏi thêm rằng đó, có khi nào mà những cái người giúp việc cho ông đó mà làm sai, hư hỏng đồ đạc của ông, không nghe lời ông, thì ông có chửi, có mắng họ không, có rầy la họ không? Thì lúc giờ ông Đồng Lý nói, dạ thầy có. Có những lúc rồi đó, thì phải nói rõ là họ không nghe lời mình, họ làm hư hại, thì con cũng chửi mắng, la ó, rầy la họ. Thì thầy nói rằng khi mà ông chửi họ, ông rầy la họ, thì lúc bây giờ cái tâm ông nó là ma, nó là quỷ đó. Bởi vì ma quỷ mới xúi dục cái miệng lưỡi mình trở nên độc ác dữ dằn như vậy. Rồi Đức Thầy hỏi thêm, rồi cũng có lúc nào ông thấy nó cực khổ, ông thương không? Thì lúc bây giờ ông Trần Lý nói, dạ thưa thầy, con thấy những người giúp việc cũng có những lúc phải nói rõ là vì chán cơm manh áo mà bận rộn cả ngày, rồi bán lưng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cho nên thì con thấy họ mà con cũng thương lắm, tội nghiệp họ. Thì Đức Thầy nói rằng đó, trôi cái tư tưởng mà khi mà ông thương, biết thương người, thương cái người gặp khó, thì cái tư tưởng đó là Phật đó. Như vậy thì qua cái mẫu chuyện này thì có thể tôi và quý vị định hình được cái chữ tâm mà quỷ hay ma, có nghĩa rằng cái tâm của chúng ta nó sẽ sinh ra ma hay quỷ. Tức là ma hay quỷ đây có nghĩa rằng trong hiện tại tâm chúng ta là ma, thì hành động chúng ta là ma, lời nói chúng ta là ma. Trong hiện tại cái tâm chúng ta là quỷ, thì hành động chúng ta là quỷ, lời nói chúng ta là quỷ. Như vậy thì từ cái mẫu chuyện mà Đức Thầy dạy ông Trần Lĩ thì chúng ta hiểu ngay
Khi mà đồng đạo nóng giận đó, khi mà chúng ta mà nóng giận lên, chửi vợ, chửi con, hoặc giả là cọc cằn đó, thì lúc bây giờ rõ ràng chúng ta đang rơi vào cái trạng thái đó là chúng ta đang là quỷ, đang là ma. Mình không có còn, phải nói rõ là gần như là trọn vẹn là con người, dầu đang cái tướng chúng ta là con người, nhưng mà cái nhân tính chúng ta nó không còn. Mà lúc bây giờ gọi là ma tính, là quỷ tính, tức là cái tâm là ma, thì đương nhiên là nó là ma. Cho nên khi dạy về cái phần về cái khẩu nghiệp thì Đức Thầy dạy rất rõ nè, tức là giữ đừng cho quỷ dắt đường công, dùng từ ngôn nói tận đói lòng, dầu trên dưới cũng không mấy khác. Vì vậy cho nên khi một người mà có lời nói ỷ thị ác khẩu, những lời nói không đúng đắn, những lời nói thô bạo để thỏa dạ, để gần như là mình cho nó vừa lòng mình, khi mình ghét người ta, không ưa người ta, thì những lời nói đó hoàn toàn đó là thể hiện một cái hình ảnh của ma, của quỷ, chứ không phải là con người. Tức là nhân tính không còn, mà lúc bây giờ chúng ta đang sở hữu cái ma tính cũng như cái quỷ tính. Và Đức Thầy mới dạy thêm, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Thì nếu như cái tâm này mà chúng ta tu hành, chúng ta loại bỏ cái ác, thì khi mình loại bỏ cái ác thì đương nhiên nó còn cái tốt. Khi chúng ta loại bỏ cái bất thiện thì đương nhiên nó còn cái thiện. Chúng ta loại bỏ lóng đi cái đục thì đương nhiên nó còn cái trong. Như vậy thì nếu như chúng ta tu hành, mình chuyển hóa nội tâm của mình, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ được thành tiên, được thành Phật, thì hoàn toàn do tâm chúng ta mà ra. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là đường đạo lý, chớ nên chán nản, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, hãy tìm kiếm ở trong não trí. Như vậy thì trở lại bốn câu giảng cuối cùng này, tức là địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy thì giờ này hiểu được điều này thì mỗi đồng đạo chúng ta nên bớt đi cái tướng. Bởi vì dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Tướng bên ngoài nó chỉ là cái phương tiện ban đầu thôi, chứ không phải là mục đích cứu cánh. Hôm nay khi mới tu còn yếu thì tôi và quý vị cần mượn cái tướng, nhưng chúng ta nhớ là mình mượn cái tướng để chuyển hóa nội tâm, chứ tuyệt đối mình không chấp cái tướng, kẹt vào cái tướng, cho rằng cái tướng ăn chay, cái tướng cúng lại, cái tướng làm từ thiện đó là chúng ta đắc đạo, thì đó là một điều hoàn toàn sai lầm. Trừ khi chúng ta có ăn chay, có niệm Phật, có cúng lại, có làm từ thiện, và tâm chúng ta sẽ nhờ cái tướng đó chuyển hóa từ cái trạng thái mà chúng ta tham lam sân nộ mê si, từ cái trạng thái phiền não xấu ác trở nên thanh lọc trong sạch, thì lúc đó con đường tu chúng ta mới được phát triển. Và đồng thời lời dạy Đức Thầy nơi đây không khác với lời Đức Phật đã dạy, tức là tam thế di chung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bắt năng quán giả, cứu cánh trầm luân. Có nghĩa rằng trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều lấy tâm làm chủ. Người mà quán sát được tâm thì cuối cùng được giải thoát, người mà không quán sát được tâm thì cuối cùng sẽ bị trầm luân. Thì cái trường hợp bị trầm luân mà không trở về lời nội tâm thì chúng ta thấy rõ trong giảng thầy rất rõ, đó là trường hợp của cô Năm Võ Thị Hợi. Cô Năm Võ Thị Hợi là con gái của ông Ký Giỏi, là những người trực tiếp quy Đức Thầy, nhưng mà vì cô nhiễm trần hoàng đượm phấn son, bởi vì cô không có tu tâm, cho nên thầy mới dạy cô là hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, quay về cõi phúc đường chân đạo Phật pháp thiền na dốc thực hành. Tại vì cô không tu tâm, cô cãi thầy, cho nên lúc bây giờ thì cô lên Sài Gòn, và lúc giờ cô là cái người đắm nhiễm. Cho nên cuối cùng thì thời gian không bao lâu, đến năm 1945 thì cô bỏ xác ở tại nhà thương điên ở Biên Hòa, đúng với câu Đức Thầy dạy, tức là địa ngục trầm luân cách thượng tầng. Như vậy thì qua đó mỗi đồng đạo chúng ta muôn người như một, giờ này khi đọc khái niệm này thì giờ này chúng ta đừng chạy theo tướng bên ngoài nữa, mà mỗi đồng đạo chúng ta phải hằng hủ sống trong cái tỉnh thức. Mình nên dồn lại cái nội tâm của mình, hàng ngày khi thức dậy thì chúng ta đừng nhìn cảnh vật xung quanh, mà phải nhìn ngay trong nội tâm của mình, coi tâm của mình giờ này nó nghĩ cái gì, nó tính cái gì. Chúng ta phải biết được, phải nắm vững được cái hệ tư tưởng của mình. Và theo chúng tôi nghĩ rằng để có được cái tâm tốt, cái tâm hiền lành, thì hai yếu tố đi đôi với nhau chúng ta cần phải thực hiện trong cuộc sống sinh nhai của mình. Ngoài cái việc chúng ta cần kiệm sốt sắng lo làm ăn để nuôi thân sống,
thì đây là cái nhu cầu cần thiết. Vì vậy cho nên quý vị phải lồng ghép, cho phép chúng tôi dùng cái từ lồng ghép. Chúng ta phải lồng ghép làm sao trong cái công cuộc sinh hoạt hàng ngày, chúng ta vừa lo làm ăn, chúng ta vừa học giảng thầy. Bởi có học giảng thầy thì tâm chúng ta mới lặng. Yếu tố đầu tiên học giảng thầy, học giảng thầy chúng ta đem thánh ngôn luận lời Đức Thầy vào trong nội tâm của mình. Lúc nào tâm chúng ta cũng nhớ giảng thầy. Khi chúng ta nghĩ quấy cái gì nó sai thì mình nhớ giảng thầy, giống như đoạn giảng này nè. Khi mà tư tưởng chúng ta nó bồn chồn, tư tưởng chúng ta nó nghĩ quấy, tư tưởng chúng ta nó nghĩ tà và vại, thì lúc bây giờ đồng đạo nhớ câu giảng thầy thì chúng ta sẽ chấn áp được, phải chấn áp được những cái tư tưởng quấy đó. Thì đó là chúng ta chuyển hóa nội tâm của mình. Chúng ta vừa làm, chúng ta vừa suy nghĩ, chúng ta vừa làm, chúng ta vừa nghe cũng được chứ, đâu có gì khó đâu. Bởi vì tư tưởng chúng ta nhiều khi mình đang nghĩ cái chuyện ở ngoài cái cuộc sống xã hội làm ăn, thì đồng thời nó cũng có những khoảnh khắc nó rảnh, thì lúc đó chúng ta nhớ là Đức Thầy. Thì đây là một cái phương tiện gọi là thiền. Chúng ta dùng là Đức Thầy để làm một cái phương tiện thiền. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, muốn đạt được tâm tốt, tâm lành, không nghĩ điều quấy, thì chỉ có cách duy nhất là trong cái phần thứ hai này là chúng ta phải chuyên trì niệm Phật. Bởi vì khi đồng đạo chuyên trì niệm Phật, đây là tư tưởng ôn hòa đạo đức. Khi chúng ta chuyên trì, tâm chúng ta lúc nào cũng có Nam Mô A Di Đà Phật, thì đó thật sự là chúng ta tu tâm đó. Cho nên đúng cái nghĩa tu tâm thì mỗi đồng đạo chúng ta thật sự khi có niệm Phật là chúng ta đã có tu tâm. Và nếu như niệm Phật nhiều trong tâm thì đương nhiên có niệm Phật thì chúng ta đẩy cái niệm chúng sanh ra ngoài. Niệm chúng sanh là niệm quấy, niệm chúng sanh là cái niệm phải nói rõ là gọi là niệm sai, niệm sai lầm, niệm chạy theo danh lợi tình, niệm để phụng sự cho cá nhân. Thì những cái niệm tưởng đó chúng ta cần phải dẹp, bởi vì nó là dấu hiệu để đưa chúng ta xuống địa ngục. Vì vậy cho nên nếu đồng đạo có chuyên trì niệm Phật thì tôi tin chắc rằng trong tâm chúng ta nó sẽ dẹp bớt được cái niệm tà, mà thầy dạy là định thần dẹp hết tà tâm. Nếu như muốn đạt ở chỗ định thần dẹp hết tà tâm thì giờ này làm sao cho tâm định. Cho nên nếu muốn có tâm định thì một, học là Đức Thầy, hai là chúng ta niệm Phật. Thì đây là hai cái phương tiện đi song song với nhau. Bởi vì thầy dạy rất rõ, định tâm thần như mặt nước hồ, suy duy nghĩ nguyễn si đường lối. Thì thầy mới dạy tiếp theo là muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối nè, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mắt điều tà. Thì khi chúng ta ghi vào lòng, nhớ là niệm Phật phải ghi vào lòng, thì hiền lương quên mắt điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Thì lúc bây giờ tâm chúng ta có Phật rất là hiền, rất là lương thiện, đồng thời quên mất điều tà. Quên mất điều tà là tâm chúng ta không còn làm quấy, tâm chúng ta không còn nghĩ quấy. Thì khi quên mất điều tà thì cuối cùng được hạnh phúc. Hạnh phúc là mình không còn đọa địa ngục. Hạnh phúc là không bao giờ tâm chúng ta là ma là quỷ, mà lúc bây giờ chúng ta được đi lên, được thành Phật, được thành tiên, được giải thoát. Đó là đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Đức Thầy dạy là phải cố gắng mới được. Cho nên lời Đức Thầy dạy từ câu từ chữ chúng ta suy gẫm thì mình cảm thấy rất là phải nói là siêu việt. Cho nên đồng đạo phải cố gắng, phải cố gắng niệm Phật, phải cố gắng buộc cái tâm của mình đó, không cho nó chạy, không cho nó chạy theo danh lợi, không cho nó nghĩ cái chuyện sái quấy. Thì phải cố gắng như vậy mới đạt kết quả. Và một vấn đề muốn nói thêm ở đây, giữa chúng ta niệm Phật và chúng ta học là Đức Thầy thì hai yếu tố này theo tôi nghĩ chúng ta không thể nào mà chúng ta bỏ được. Dầu chúng ta có chuyên trì niệm Phật mà nếu đồng đạo không hiểu là Đức Thầy thì sự niệm Phật ấy, hoặc là chúng ta gặp cái cảnh gì đó thì mình khó có thể mượn cái phương tiện nào đó để trấn áp được nó. Cho nên chúng ta vừa niệm Phật, mình phải vừa học giảng thầy mới đạt được kết quả cao. Mà Đức Thầy dạy hai chỗ. Một chỗ thì Đức Thầy dạy cho ông Trần Quang Hạnh, tức là rể cung ký giỏi, con trai của ông Trần Quang Hảo. Thì Thầy dạy rất rõ là sớm tối đi nằm y chánh pháp, Thầy nguyền dắt đến cảnh Long Hoa. Chứ tức là sớm tối nằm y chánh pháp là ý Đức Thầy muốn cho ông Hạnh là phải dẹp cái tư tưởng phiền não, tư tưởng sái quấy, thế vào đó bằng chánh pháp, tức là lời dạy Đức Thầy, đúng với câu là hãy ráng tưởng niệm các phương pháp hành đạo trong cái phần chánh niệm mà Thầy dạy. Thì đó là phương diện thứ nhất. Phương diện thứ hai là Thầy dạy ông Phan Châu Bá, tức là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ Thầy trước đã non bọc. Như vậy thì hai yếu tố này kết quả như nhau. Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, kết quả là thuyền từ Thầy rước lại non bồng. Còn cái kia là sớm tối đi nằm y chánh pháp, Thầy nguyền dắt đến cảnh Long Hoa. Thì như vậy thì hai cái này đều đến một chỗ, non bồng. Ở đây tức là Đức Thầy chỉ cái cảnh tiên, cái cảnh ở cọn cảnh Long Hoa, cái cảnh mà bồng lai tại thế non dường sánh, cái ngày mà lập hội Long Hoa, thì đó là non bồng.
Vì vậy cho nên giờ này đồng đạo đặt trọn niềm tin, chúng ta đừng đa nghi. Mình vừa niệm Phật vừa học giảng thầy. Bởi vì cái cốt lõi sự niệm Phật, cốt cỏ lõi học giảng thầy là để làm chi? Để chúng ta thay tư tưởng, để chúng ta có được cái tư tưởng chân chánh, để chúng ta có được cái sự ghi nhớ chân chánh trong cái vấn đề chúng ta đạt được chánh niệm, đạt được chánh tư duy. Thì khi có được chánh niệm, khi có được chánh tư duy rồi, thì tôi tin chắc rằng lúc bây giờ tâm chúng ta không làm quấy. Mà tâm chúng ta không làm quấy thì đương nhiên chúng ta sẽ đi lên. Cho nên qua cái đoạn giảng này, Đức Thầy dạy rất rõ, để mỗi đồng đạo chúng ta phải nắm vững trên cái lộ trình tu hành của mình, để trở lại cái nội tâm của mình. Mà Thầy dạy rất rõ là nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hãy đáng tầm. Thì kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái sự trình bày 8 câu giảng trong 846 câu của Giác Mê Tâm Kệ, tức là cái phần chú giải quyển tư số 23, thì đến đây cũng xin khép lại. Thì trong quá trình chia sẻ có gì sơ sót thì cũng rất mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ khuyết thêm cho chúng tôi. Thì cuối cùng chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta lấy cái tâm, lấy tâm thần để chúng ta làm một chủ thể, chúng ta trở lại tu tâm thì mới đạt kết quả, để rồi một ngày nào đó tất cả chúng ta được trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà.